Em kể chuyện cho nghe nè. Hãy đi xem làm gì đã. Rửa chứ vậy hả? Ta khỏe trong người ta rửa chứ vậy. Ta mệt ta mới chưởng nha. Ta mệt ta mới chưởng nha. Bình thường con nói chuyện đầy đầy cả ngày ha. Bình thường con nói chuyện khí thế lắm chứ. Bình thường con nói chuyện khí thế lắm chứ mấy à. Em có cái khăn đẹp về. Chị xin mua cho em cái khăn đẹp về. Cho mưa mưa đẹp mưa. Cho mưa mưa đẹp mưa mưa. Ê. Cho đẹp mưa mưa. Lắc đầu. Đẹp riêng mà. Hè. Ừ.